Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác nhá. Rất vui được gặp lại các bác ở trong clip này. Vâng ạ. Video trước ấy thì Hoàng Gia Hoàng Đô có giới thiệu đến các bác đó là những cái cuốn băng nguyên siêu. Thì Hoàng Gia có 9 cuốn. Có 9 cuốn thì nhiều bác sẽ thắc mắc là không biết băng nguyên siêu bóc là nó như thế nào. Thì ngày hôm nay thì Hoàng Gia sẽ cùng các bác thử bóc một cái cuốn băng nguyên siêu nhá, bóc thử một cuốn để xem là băng nguyên siêu thì nó có khác gì so với băng một nước không. Đấy, thì đây là Hoàng Gia đang có để ra hai cuốn nguyên siêu ở đây. Đấy, sau khi lên sóng thì Hoàng Gia cũng đã bán được khoảng tầm 6 cuốn rồi. Đấy, còn có 3 cuốn nữa thôi. Đấy, thì bây giờ có hai cuốn ở đây thì Hoàng Gia sẽ mời các bác chúng ta sẽ bóc nhá. Đấy, thì hàng này Hoàng Gia cũng đã đóng cho các bác này. Hai cuốn cho bác khách ở Đà Lạt này, hai cuốn cho bác khách ở Đà Nẵng này. Đấy, và một bác khách ở Hà Nội. Bác Hà Nội thì đặt Hoàng Gia làm chương trình luôn. Còn hai bác khách kia là bác ấy không làm chương trình, bác ấy muốn mua để sưu tầm. Đấy, bác làm chương trình là bác ở bác Dũng ở 274 Nguyễn Lân, phường Thanh Phương Liệt. Đấy, bác chuyển khoản cho hết cho Hoàng Gia Audio rồi. Và bác Nam bảo là làm cho bác hai chương trình Chế Linh và Thanh Tuyền. Đấy, Chế Linh 1, Thanh Tuyền 1. Đấy, thì bây giờ mời các bác chúng ta sẽ cùng đi trực tiếp bóc xem cái cuốn băng nguyên siêu này nhá. Đây các bác nhìn này, ni lông nguyên nhá. Đây, bây giờ Hoàng Gia sẽ rạch cho các bác nghe nhá. Đấy, sau mấy chục năm rồi, băng chưa dùng nó như nào nhá. Đó. Đây các bác nhá. Đấy. Lớp ni lông này đã được tháo ra này. Được chưa ạ? Đấy. Chưa các bác. Đấy, thì cái vỏ này, bây giờ các bác nhìn nhá. Đây. Băng của nó đây. Đấy, chỉ có thế này thôi các bác này. Đấy nha. Đây. Cuốn băng nguyên siêu đây các bác nhìn này. Các bác nhìn này, em cho các bác nhìn nghiêng nhá. Các bác nhìn nghiêng nhá. Cái độ bóng của nó cao đúng không ạ? Băng rất là bóng đúng không ạ? Đấy. Chưa dùng thì tất nhiên xương nó phải đẹp rồi, không thể xước sát được. Đấy. Các bác nhìn đẹp chưa? Đấy, và đầu băng này các bác nhìn. Đấy, đầu băng này này. Đấy, các bác nhìn đầu băng nó chỉ có thế này thôi này. Nó có cái tờ giấy đây này các bác, nó dán đây này. Đấy, khi nào mình dùng mình sẽ phải giật cái này ra. Giật cái này ra. Đấy, nó chỉ có thế này các bác nhé. Đấy, nó không có băng trắng ở đầu băng đâu ạ. Đấy, nhiều bác cứ thắc mắc là sao nó không có băng trắng. Đấy, nó nguyên bản nó như thế này các bác này. Nhà sản xuất nó có này. Đấy, và băng này các bác nhìn này. Khi ở trong đây người ta sẽ có một cái... có cái khe nhét băng, người ta làm vòng một cái đường dây vào đây. Và cái này nó cũng không có đầu băng nữa các bác nhá. Tức là cái phần đầu còn lại của cuốn băng nó cũng không có đầu băng nữa. Và nó cũng không có cái giấy trắng này đâu các bác nhá. Đấy, hôm trước bác Dũng bác ấy có điện, bác ấy bảo là tại sao chỗ này có mà cuối băng lại không có. Thực tế nó không có. Đấy. Và đây đúng là hàng nguyên bản chứ không phải là hàng cắt ghép gì đâu các bác nhá. Đây là nguyên bản của nhà sản xuất luôn đấy ạ. Đấy, các bác có nhìn cuốn băng nhìn đẹp như thế này. Scode S Scode 150. Đấy. Bóc thử cho các bác nhìn. Đấy, Scode 150. Đấy. Đẹp như thế này luôn. Đấy. 1800 feet, độ dài 1800 feet tương đương với 540 m. Đấy, thời lượng thì là 45 phút và một mặt 90 phút. Đấy. Nếu chúng ta thâu vào tốc độ là 71/2 tốc độ tiêu chuẩn. Đấy, các bác lưu ý nhá, 71/2 thì chúng ta sẽ được 45 phút một mặt. Đấy, Scode 150. Đấy, thì đây thì Hoàng Gia cũng thực tế luôn cho các bác để các bác cảm nhận, bởi vì có một số bác thì lần đầu tiên nghe đến băng nguyên siêu hoặc là nghe rồi nhưng mà chưa tận mắt được thấy nó như thế nào và bóc nó ra làm sao, thì hôm nay Hoàng Gia bóc luôn một cuốn. Đấy, thằng nào cũng tí phải thâu cho bác khách ở Hà Nội, Hoàng Gia sẽ bóc luôn cho các bác luôn. Đấy, cho các bác trải nghiệm băng nguyên siêu nó là như vậy. Thì băng nguyên siêu thì nó rất là ít các bác ạ, và giá của nó thì các bác biết rất là đắt. Với những cuốn như này thì Hoàng Gia bán nó đã 1 triệu một cuốn, nó chưa có chương trình rồi. Còn nếu mà làm chương trình thì các bác cứ cộng thêm 200 nữa. Đấy, thì em sẽ làm chương trình cho các bác. Đấy, nó rõ ràng như thế. Thì bác nào mà cần tư vấn thêm cái gì thì cứ liên hệ với Hoàng Gia Audio thôi. Hoàng Gia sẵn sàng phục vụ các bác và tư vấn cho các bác những chương trình băng cối, băng 7, băng 10. Đấy.
Cảm ơn các bác nhé. Ngôn Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ. Cảm ơn các bác đã xem clip này của Hoàng Gia Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.